Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Vả, có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: Kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elise nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng: Con đòi ông, chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Shunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Một ngày kia, Elise đi đến Shunem, trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tớ mình rằng: Hãy gọi người đàn bà Shunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: Hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elise lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehazi đáp rằng, à này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elise nói rằng hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng, năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau, cũng trong lúc đó, sinh một đứa con trai, y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia, nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa mà nói rằng, đầu tôi đau, đầu tôi đau. Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó. Người tôi tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa rồi chết. Nàng bèn đi lên để nó nằm trên giường người của Đức Chúa Trời rồi đi ra đóng cửa lại. Kế đó nàng kêu chồng mình mà nói rằng, tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa, để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, đoạn tôi sẽ trở về. Chồng hỏi nàng rằng, ngày nay chẳng phải mùng một, cũng chẳng phải ngày sa bát, vậy nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp, mọi điều bình an. Nàng biểu thắng lừa và nói với kẻ tôi tớ rằng,
hãy đem ta đi mau mau. Nếu ta biểu, ngươi mới ngừng lại. Vậy, nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạc Mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Gê-ha-si kẻ tôi tớ mình rằng: Kìa người đàn bà Su-nem. Vậy, hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng: Mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con ngươi bình an chăng? Nàng đáp: Bình an. Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời tại trên núi thì ôm lấy chân người. Gê-ha-si đến gần đặng xô nàng ra. Nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng, linh hồn nàng đắng cay. Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó không tỏ cho ta hay. Người đàn bà ấy bèn nói rằng: Tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng xin chớ dối tôi. Elishê nói cùng Gê-ha-si rằng: Hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai chớ chào họ, nếu ai chào ngươi chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ. Người mẹ của đứa trẻ nói rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông. Elishê bèn chổi dậy và đi theo người. Gê-ha-si đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ. Nhưng người chẳng nghe một tiếng nào, cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Elishê và thưa cùng người rằng: Đứa trẻ không tỉnh lại. Khi Elishê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết nằm sải trên giường. Elishê vào trong phòng, đóng cửa lại. Có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo trên giường, nằm trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó. Xác đứa trẻ bèn ấm lại. Elishê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng. Đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi 7 lần và mở mắt ra. Elishê liền gọi Gê-ha-si mà biểu rằng: Hãy gọi người đàn bà Su-nem. Gê-ha-si gọi người. Khi nàng chạy đến, Elishê nói với nàng rằng: Hãy ẵm lấy con ngươi. Nàng bèn lại gần, sấp mình xuống dưới chân người và lại. Đoạn ẵm lấy con mình và đi ra. Elishê trở về Gilgal. Vả trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy bắt cái nồi lớn, nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau. Thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn. Nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi này, họ ăn canh ấy không đặng. Elishê nói: Thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở Ba Anh Salisha đến, đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn dế để trong bị mình làm của lễ đầu mùa gặt. Elishê biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi, tôi phải phát đồ này cho 100 người sao? Nhưng Elishê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó hầu cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán. Thi Thiên 119. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giường mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc,
để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa như thể vui mừng về của cải hiếm hiểm. Tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa sả hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lăng khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dễ vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, song tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giường mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy giang xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chứ đừng hướng về sự tham lam. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tới Chúa, tức là kẻ kính sợ Chúa. Xin hãy cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ sệt, vì mạng lệnh Chúa là tốt lành. Kìa, tôi mong ước các giền mối Chúa. Xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến cùng tôi, tức là sự cứu rỗi của Ngài tùy lời phán Ngài. Vậy, tôi sẽ có thế đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi, vì tôi tin cậy nơi lời Chúa. Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi, vì tôi trông cậy nơi mạng lệnh Chúa. Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi cũng sẽ bước đi thong dong vì đã tìm kiếm các giường mối Chúa, cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua không phải mất cỡ chút nào. Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa là điều răn tôi yêu mến. Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến và suy gẫm các luật lệ Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, vì Chúa khiến tôi trông cậy. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa nên tôi được an ủi. Nhưng vì kẻ ác bỏ luật pháp Chúa, cơn giận nóng nảy hãm bắt tôi. Các luật lệ Chúa làm bài hát tôi tại nhà tôi ở làm khách lạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài, cũng gìn giữ luật pháp Ngài. Phần tôi đã được là vì tôi có gìn giữ các giường mối Chúa. Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa.
tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa. Xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Tôi tư tưởng về đường lối tôi, bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa. Tôi lật đật, không chậm trễ mà gìn giữ các điều răn Chúa. Dây kẻ ác đã vương vấn tôi, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Nhưng vì các mạng lệnh công bình của Chúa, tôi sẽ thức dậy giữa đêm đặng cảm tạ Chúa. Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa và của mọi kẻ giữ theo các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tớ Ngài tùy theo lời của Ngài. Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa. Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Chúa là thiện và hay làm lành. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi. Tôi sẽ hết lòng gìn giữ giường mối của Chúa. Lòng chúng nó dày như mỡ, còn tôi ưa thích luật pháp của Chúa. Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi. Xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa. Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ vì tôi trông cậy lời của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn. Chúa ơi, nguyện sự nhân từ Chúa an ủi tôi, y như Chúa đã phán cùng kẻ tôi tớ Chúa. Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi để tôi được sống, vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi. Song tôi sẽ suy gẫm các giường mối Chúa. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng cớ của Chúa. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa, song tôi trông cậy lời của Chúa. Mắt tôi hao mòn vì mong ước lời Chúa. Tôi nói, bao giờ Chúa sẽ an ủi tôi? Vì tôi trở thành như bầu da bị khói đóng đen, nhưng tôi không quên các luật lệ Chúa. Số các ngày kẻ tôi tới Chúa được bao nhiêu? Chừng nào Chúa sẽ đoán xét những kẻ bắt bớ tôi? Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại tôi, là việc chẳng làm theo luật pháp của Chúa. Các điều răn Chúa là thành tín. Thiên hạ dùng sự giả dối bắt bớ tôi. Xin Chúa giúp đỡ tôi. Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất, nhưng tôi không lìa bỏ các giường mối Chúa. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo sự nhân từ Chúa, thì tôi sẽ gìn giữ chứng cớ của miệng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giường mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giường mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các giường mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ giường mối Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đỗi. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi và dạy dỗ tôi các mạng lệnh Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ giường mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Tôi ghét những kẻ hai lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta. Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống. Chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy tôi. Xin hãy nâng đỡ tôi thì tôi sẽ được bình an vô sự, cũng thường thường chăm chỉ về các luật lệ của Chúa. Chúa từ chối những kẻ lầm lạc luật lệ Chúa, vì mưu trước chúng nó chỉ là sự giả dối mà thôi. Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như xác bã. Nhân đó tôi yêu mến các chứng cớ của Chúa. Thì tôi rỡn ốc vì sợ hãi Chúa, cũng sợ sự đoán xét của Chúa. Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình. Chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi. Xin Chúa làm đấng bảo lãnh cho kẻ tôi tớ Chúa được phước. Chớ để kẻ kiêu ngạo hà hiếp tôi. Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi và lời công bình của Chúa. Xin hãy đãi kẻ tôi tới Chúa theo sự nhân từ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Tôi là kẻ tôi tớ Chúa, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa. Phải thì cho Đức Giê-hô-va làm, vì loài người đã phế luật pháp Ngài. Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy, tôi xem các giường mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Chứng cớ Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Sự bày giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Tôi mở miệng ra thở vì rất mong ước các điều răn Chúa. Xin Chúa hãy xây lại cùng tôi và thương xót tôi, y như thoái thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, thì tôi sẽ giữ theo các giường mối Chúa. Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Những suối lệ chảy từ mắt tôi, bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình, sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. Chúa lấy sự công bình, sự thành tín mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Sự sốt sắng tiêu hao tôi, vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tới Chúa yêu mến lời ấy. Tôi nhỏ hèn, bị khinh dễ, nhưng không quên các giường mối Chúa. Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời, luật pháp Chúa là chân thật. Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi, dầu vậy các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu thì tôi sẽ được sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài. Xin hãy đáp lại tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. Tôi đã kêu cầu Chúa, xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi. Hãy khiến tôi được sống tùy mạng lệnh Ngài. Những kẻ đeo đuổi sự dữ đến gần, chúng nó cách xa luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Xin hãy xem nỗi khổ nạn tôi và giải cứu tôi, vì tôi không quên luật pháp của Chúa. Xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn.
xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và kẻ hà hiếp tôi thật nhiều lắm, nhưng tôi không xây bỏ chứng cớ Chúa. Tôi thấy kẻ gian tà bèn gớm ghiếc chúng nó vì chúng nó không giữ lời Chúa. Xin hãy xem tôi yêu mến diền mối Chúa dường bao. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhân từ Ngài. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Những vua Chúa đã bắt bớ tôi vô cớ, song lòng tôi kính sợ lời Chúa. Tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Ngài. Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa. Tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm. Tôi có gìn giữ diền mối và chứng cớ Chúa, bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo lời Chúa. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa, vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì hết thảy điều răn Chúa là công bình. Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi chọn các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống thì nó sẽ ngợi khen Chúa. Nguyện mạng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu lạc khác nào con chiên mất. Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.